Chào các bạn, hôm nay kênh Phụ Nữ và Gia Đình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món cá nục sốt cà nha. Thì để làm được món này chúng ta cần có những cái nguyên liệu sau đây: 3 con cá nục, rồi nước dừa xiêm, ở đây mình sử dụng 1 quả, khoảng 2 muỗng đến 2 muỗng rưỡi nước sốt cà chua, 3 quả cà chua, hành tím, tỏi, ớt và hành lá. Bây giờ mình sẽ thực hiện nha các bạn. Đầu tiên là mình sẽ sơ chế cái cá này nha các bạn. Thì các bạn mua cá thì mình lựa cá tươi, cái màu cá nục nó xanh đậm một chút xíu, hoặc là mang nó còn đỏ, hoặc là mắt cá nó còn trong thì con cá nó sẽ tươi, và khi mà mình làm cái món cá nục sốt cà này thì thịt cá ăn sẽ rất là ngọt. Bây giờ cá thì sau khi mà mình mua về xong thì mình rửa lại với nước muối cho nó sạch, sau đó thì mình sẽ cắt đôi cá ra. Cá rất là tươi, mình rờ vô mình ấn có độ đàn hồi. Để cho cá của mình ninh với lại nước dừa được thơm hơn các bạn, thì mình sẽ cho vào trong đó một ít cuốn hành và một vài lát gừng để khử mùi tanh của cá. Mình sẽ cắt hai trái ớt để mình bỏ vào ninh chung với lại cá với lại nước dừa luôn nha các bạn. Thì mình sẽ cho vào trong cái đáy nồi này một lớp hành lá trước khi mà mình cho cá vào. Sau đó mình sẽ cho cá sắp lên trên cái lớp hành lá này. Nếu có nồi đất thì mình sẽ ninh cá bằng nồi đất thì nó sẽ giữ nhiệt lâu và nó sẽ mau mềm cá hơn nha các bạn. Tiếp tục mình sẽ cho hành lá còn lại với lại là gừng sắc lát vào. Mình cho ớt vào luôn nha các bạn. Mình sẽ thêm vào 2 quả ớt trái lặt cuốn rồi. Và mình sẽ đổ hết cái phần nước dừa này vào cho nó sấp mặt cá luôn. Rồi sau đó thì mình sẽ bắt lên bếp để ninh trong vòng 45 phút để cho cá nó mềm nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ninh cá với lại nước dừa nha các bạn. Thì lúc đầu mình bắt bếp thì mình nên để cho cá sôi thiệt là sôi, sau đó thì mình sẽ cho lửa nhỏ để riu riu đến khi nào mà nước dừa nó thấm vô trong cá là được nha các bạn. Mình sẽ làm nước sốt. Khi mà cá trong nồi đã sôi rồi các bạn, thì mình sẽ nhỏ lửa để cho nó liu riu thôi, để cá của mình nó ngấm nước dừa. Thì các bạn sẽ dùng đũa mình trở đều qua mặt còn lại, nhớ là trở nhẹ tay thôi để cá của mình nó không bị rã. Nhưng mà thường là mua cá tươi thì nó cũng rất là khó rã. Trong khi mà chờ cho cá mềm thì mình sẽ sơ chế những nguyên liệu còn lại. Mình sẽ cắt mỏng cái cà chua này ra, mình bỏ đi cái phần cuống nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ cắt mỏng để cà mình sốt lên. Để cà của mình sốt lên nó mau mềm thì các bạn sẽ cắt mỏng hoặc là cắt hạt lựu cho nó mau mềm. Ở đây thì mình sẽ cắt hạt lựu luôn. Sau khi cắt xong cái phần cà chua rồi thì mình sẽ cho nó qua một cái chén. Hành tím với lại tỏi thì mình cũng sẽ bầm nhuyễn ra luôn nha các bạn, phi lên với nước sốt cho nó thơm. Cái món cá hộp này á các bạn, nếu mà mình làm số lượng nhiều thì mình cũng có thể là bảo quản nó trong tủ lạnh, rồi dùng cho mỗi bữa sáng ăn kèm với bánh mì cũng rất là ngon. Hoặc là nếu những ngày mình vội vã, giống như là mình không có thời gian để mình chế biến những cái món ăn cầu kỳ hơn,
để chiêu đãi cho cả nhà thì mình có thể là sử dụng món cá hộp này ăn kèm với cơm nóng với dưa leo thì cũng rất là thích ạ. Bây giờ mình sẽ sốt cà chua để mình cho vào trong cái nồi cá ninh với nước dừa nha các bạn. Mình sẽ cho chảo lên bếp và chờ cho chảo nóng thì mình sẽ cho vào khoảng tầm 1 muỗng dầu nha. Khi dầu của mình trong chảo cũng đã nóng rồi các bạn thì mình sẽ cho hết cái phần hành tím với lại tỏi băm này vào luôn. Xì lên cho nó thơm. Khi mà hành tím với lại tỏi của mình phi nó cũng bắt đầu vàng lên và nó có mùi thơm rồi thì mình sẽ cho hết cái phần cà chua này vào luôn nha các bạn. Cái cà của mình nó mềm ra. Các bạn sẽ đảo đều đến khi nào mà cà chua của mình nó mềm ra thì mình sẽ cho tương cà vào nha các bạn. Sau khi mà mình xào cà chua ở trên chảo khoảng tầm 5 phút thì cà chua của mình nó sẽ mềm ra như thế này nè các bạn. Thì mình sẽ cho hết cái phần tương cà vào. Rồi sau đó thì mình sẽ nêm nếm cho vừa khẩu vị với lại của mình nha. Mình sẽ nêm vào đây khoảng nửa muỗng hạt nêm nha các bạn. Khoảng tầm 1 muỗng nước mắm. Mình sẽ không có nêm đường tại vì do là cá của mình ninh trong nước dừa thì nó cũng đã ngọt sẵn rồi. Sau đó thì mình trộn đều lên. Cái màu nước sốt của mình bây giờ nó cũng rất là đẹp, màu đỏ luôn, như sốt trong cá hộp á các bạn. Nước sốt của mình bây giờ nó cũng đã sánh lại rồi. Mình sẽ cho cái nước sốt này vô trong cái nồi cá rim với nước dừa nha các bạn. Mình sẽ đổ hết cái phần nước sốt này vô trong cái nồi cá luôn. Thơm ghê luôn các bạn. Cái mùi nước dừa nó cũng thơm làm cho cá mà nó ngọt. Sau khi mà cho cái phần nước sốt vô rồi thì mình sẽ trở nhẹ cá để cho cá nó thấm đều với lại cái nước sốt này. Và mình sẽ ninh thêm khoảng tầm 5 hoặc là 10 phút để cho cái nước sốt này nó thấm vô cá và nó sánh lại. Trong khi chờ đợi cho nước sốt với lại cá của mình nó sánh lại thì các bạn có thể là nêm nếm lại một lần nữa để cho nó hợp với khẩu vị gia đình mình nha. Cá của mình sau khi mà ninh với lại nước sốt á, khoảng tầm 10 phút thì cá của mình nó cũng đã sánh lại với cái phần nước sốt rồi. Bây giờ mình sẽ nêm thử xem là nó vừa ăn chưa nha các bạn. Mình thấy là nó vừa ăn lắm rồi cho nên là chắc mình sẽ không thêm muối hay là thêm mắm nữa nhé. Để cho món cá sốt cà của mình thêm hấp dẫn hơn, các bạn sẽ cho vào trong nồi này một ít hành lá nha. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn thấy video clip này hữu ích
thì các bạn hãy like, share, subscribe cho kênh Phụ Nữ Và Gia Đình nhé.